Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất cả nước với dân số dự báo sẽ lên đến 13 triệu người. Thành phố đứng trong top 2 châu Á về tốc độ tăng trưởng, đóng góp hàng năm 25% GDP cả nước và trên 30% thu ngân sách của chính phủ. Với mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị phát triển năng động và bền vững, có vai trò, vị thế quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch phát triển sang bờ đông sông Sài Gòn, với trọng tâm là bán đảo Thủ Thiêm. Bán đảo Thủ Thiêm có sự kết nối tuyệt vời với tất cả các trung tâm khác của thành phố Hồ Chí Minh qua 4 cây cầu. Cầu Thủ Thiêm số 1, cầu Thủ Thiêm số 2, một cây cầu cho người đi bộ, cầu Thủ Thiêm số 3, 4 và hầm Thủ Thiêm. Không chỉ có vậy, Thủ Thiêm còn được quy hoạch hài hòa với trung tâm quận 1 cả về kiến trúc, văn hóa và mua sắm. Về kiến trúc và văn hóa, đối với người dân Việt Nam hay bạn bè quốc tế, khi nhắc đến thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những công trình kiến trúc lịch sử như nhà thờ Đức Bà, bưu điện Trung Tâm, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay đường Đồng Khởi, con đường đẹp mang nhiều dấu ấn lịch sử. Trong tương lai, khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ là điểm đến của 1 triệu lượt du khách mỗi ngày. Bởi vậy, Thủ Thiêm sẽ là nơi hội tụ của nhiều công trình kiến trúc độc đáo và là những biểu tượng mới của thành phố được thiết kế hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tận dụng sự hội tụ của chính dòng nước sông Sài Gòn. Dọc theo bờ Tây của sông, từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi và Tôn Đức Thắng sẽ có một chuỗi liên kết bán lẻ dưới mặt đất kết nối với khu đô thị mới Thủ Thiêm thông qua cầu dành cho người đi bộ để hòa vào khu mua sắm và đi bộ nhộn nhịp của Central Plaza. Sự kết hợp đặc sắc về kiến trúc, văn hóa và thương mại khiến cho khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành một địa điểm mới nhưng vẫn thừa hưởng những giá trị truyền thống của Sài Gòn. Ngay phía đầu cầu Thủ Thiêm 2 ở bờ Đông là nơi tọa lạc của khu dự án The Metropole Thủ Thiêm do Quốc Lộc Phát là chủ đầu tư và Sơn Kim Land là đơn vị phát triển dự án. Với vị trí đắc địa nằm ở khu trung tâm khu vực Thủ Thiêm, The Metropole Thủ Thiêm sẽ là khu phức hợp duy nhất được bao quanh bởi những công trình biểu tượng mới của Sài Gòn. Chỉ trong khoảng cách đi bộ từ Metropole Thủ Thiêm, bạn có thể dễ dàng kết nối tới các trung tâm mới như Convention Center 1 phút, Opera House 1 phút, Crescent Boulevard Underground Link 1 phút, Riverside Park 2 phút, Central Plaza 3 phút, Central Lake 4 phút. The Metropole cũng là dự án duy nhất tại khu vực Thủ Thiêm sở hữu tầm nhìn bao quát toàn cảnh sông Sài Gòn và quận 1. Với vị trí chiến lược đó, The Metropole Thủ Thiêm kỳ vọng sẽ nắm vị thế ngang tầm như khu tài chính, thương mại Pudong Shanghai hay khu thương mại và vận tải biển Raffle City Singapore, phồn thịnh bậc nhất châu Á, thậm chí có thể so với Darling Harbour Sydney, khu vực dành cho người đi bộ và giải trí bậc nhất của Sydney, nơi quy tụ nhiều tiện ích công cộng và điểm tham quan chủ đạo của thành phố. Nhà đất ở khu vực này vô cùng đắt giá, với giá nhà trung bình ở vào mức 3,5 triệu đô la. Tương tự như khu Darling Harbour, The Metropole Thủ Thiêm sẽ mang đến một không gian sống sang trọng và tinh tế, nhưng không kém phần sôi động với những con đường mua sắm đầy màu sắc và nhộn nhịp. Nơi có đầy đủ những thương hiệu thời trang cao cấp, ẩm thực quốc tế đặc sắc nhất và các quán cà phê mang phong cách kiến trúc châu Âu. Được thiết kế hướng tới phong cách sống đô thị lành mạnh, The Metropole Thủ Thiêm sẽ được chế tác với tất cả các yếu tố nghệ thuật và công nghệ tiên tiến nhất. Bởi Thủ Thiêm được quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị mới tầm cỡ quốc tế, The Metropole Thủ Thiêm hứa hẹn sẽ là điểm đến mới của người dân Sài Gòn, đặc biệt là đối với những người yêu thích lối sống đô thị năng động đầy hấp dẫn như ở New York, London hay Sydney.